Chào các bác nhá, chào các bác đã trở lại kênh của Lê Quang Đạo. Hôm nay em xin chia sẻ đến các bác cái cách khắc phục trường hợp máy bơm bị gãy trục rotor các bác nhé. Thế thì đối với các cái dòng bơm mà sử dụng trục rotor bằng sứ ấy, thì cái ưu điểm của cái thằng trục bằng sứ là nó có độ chống mài mòn tốt, đấy, giúp bơm hoạt động bền bỉ trong thời gian về lâu dài. Đấy, nhưng mà cũng đi kèm theo là cái do là bằng sứ nên là nó có những cái khả năng mà bị gãy. Đấy, các bác tháo ra không cẩn thận mở nắp giật nghiêng cái là nó gãy, hoặc là để trên mặt bàn mà nó lăn rơi xuống đất cái là nó dễ dàng nó bị gãy ngay. Hoặc là trong trường hợp để bị rơi máy bơm chống chấn động lớn là nó cũng dẫn đến là bị gãy trục. Chứ còn bình thường nếu mà cứ dùng thông thường thôi thì cái khả năng mà bị gãy trục cực kỳ hiếm, gần như là không có. Thường là nó sẽ bị gãy trục trong những cái trường hợp các bác tháo ra vệ sinh không cẩn thận đó. Thì nếu mà các bác gặp trường hợp là nhỡ mà nó bị gãy trục thì hôm nay em sẽ chia sẻ các bác về cái cách khắc phục để chúng ta có thể tiếp tục sử dụng máy bơm được, không bỏ đi lãng phí các bác nhé. Cụ thể là đây em có cái con bơm Periha PD 8200 này. Đấy, thì khách là cũng sơ ý tháo ra nhưng mà sơ ý là bị gãy trục. Cắm điện và là bây giờ là tiếng bơm nó kêu rào 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 và nước thì nó không lên được. Đấy, thì sau đây em sẽ tháo ra và để khắc phục cái trục bị gãy các bác nhé. Cái cách cháo lắp con Periha này thì em cũng có làm một cái video rồi, có vặn cái phần hãm ở đây đó. Và cái phần này là nó không phải là gen, cái loại này không phải gen đó, nên là khi nhấc cái này lên là các bạn có phải nghiêng ấn từng bên một này. Đấy, đều ấn đều này để nó nhấc nó ra, để tránh trường hợp là lật cái là gãy rồi. Đấy, như cái này là bị gãy từ trước rồi, nhưng mà các bác mà bật cái nắp này mà nhỡ tay bật mạnh sang bên này cái là nó gãy. Nên cái đoạn này là nếu mà để tháo ra là để tháo này ra là các bác nhẹ nhàng nhấc lên này, xong rồi nhấc thẳng ra. Đấy, bình thường thông thường thì là các bác nhấc ra thì cái trục còn nguyên này nó sẽ ở cái trạng thái như này, tụt cái nắp này ra. Đấy, như này là cái máy này đã bị gãy rồi. Tháo ra. Đó, đây phần trục gãy bên trong. Bây giờ em sẽ phải đo cái kích thước của cái trục này. Ở đầu này thì nó có hai cái bịt bằng cao su để cái này nó để tháo nó ra các bác nhé. Em đo cái đường kính của cái trục này xem nó là bao nhiêu này. Đây, nó là loại 4, đường kính của nó là 4mm này. Em xem độ dài nhé. Cho vào cái thước này luôn. Cái ba này có cái thước này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, gọi là 10.8 rồi đấy. Đây em sẽ dùng một cái thanh inox này, cũng là đường kính của nó, cung phi của nó cũng là 4mm các bác nhé. Đấy, cái này thì em mua ở ngoài cái cửa hàng bán vật liệu inox các thứ, mà họ hay cái thanh này họ hay làm cái giá của cái chạm bát ấy. Đấy, nó thanh cũng tương đối là thẳng và cái bề mặt cái inox này cũng là rất là sáng trơn này. Đấy, bây giờ em sẽ cắt một cái đoạn dài 10.8mm này, nó để thay cho cái trục gãy.
Đây, sau khi cắt thì em được một đoạn inox như này. À mà quên, từ lúc mua về cũng chưa thử xem phải inox hay không. Đây, lấy cái nam châm hút thử. Inox thật các bác nhá, hút không dính này. Đó. Nếu mà được đúng inox thì cái độ chống mài mòn của nó cũng tốt hơn các bác nhá. Là các cái loại thép. Thép thì nó một là dỉ, hai là cái độ mài mòn nó cũng kém. Và cái bề mặt này khá là trơn bóng này. Các bác nào có cái mỡ nhá thì các bác bôi mỡ vào cho nó trơn. Còn đâu em đây thì em có chỉ có cái dầu dầu máy khâu. Em thấm một tí vào vải này xong rồi vuốt qua cái trục để cho nó thêm tăng thêm cái độ trơn chu cho cái trục các bác nhá. Một chút thôi, không là nó cũng ảnh hưởng đến nếu mà các bác nuôi cá nó ảnh hưởng đến cá. Bản thân thì cái máy bơm mới thì trong cái trục này cũng có mỡ, dầu mỡ. Nhưng mà chắc là cái lượng ít thì nó cũng không ảnh hưởng gì lắm. Đó, xong rồi em sẽ lắp một đầu cái gấu cao su của nó vào. Xong này là xuyên qua trục nha. Đó, khá là trơn tru. Để bây giờ em lắp vào xong là đem lên test xem là hắn bơm nào nó êm hay là rung lắc gì không các bác nhé. Đây em dùng cái ống phi 34 để test các bác nhé. Rồi em cắm điện này. Đó, các bác xem bơm vẫn hoạt động bình thường nhé. Vẫn rất chỉ là mạnh. Đấy. Đó, vậy là đã khắc phục được cái bơm cây trục này các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Hẹn các bác trong những video tiếp theo ạ.